Xin chào mọi người. Cuối cùng thì những thông tin chính thức đầu tiên về AoKJ 5 cũng đã lộ diện. Ngay từ tên của game, nhà phát hành đã khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi: AoKJ đã biến mất rồi sao? Tại sao lại như vậy? Tiền tố AoKJ 5 của chúng tôi đâu rồi? Tại sao nhà phát hành game lại chỉ để tên là Giấc Mơ Bất Tận thôi? Điều này khiến tôi suy nghĩ AoKJ đã kết thúc thật rồi. Sau này chúng ta sẽ chỉ có game mang tên Giấc Mơ Bất Tận 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Nếu mà vậy thì còn Kiều Đồng của tôi thì sao? Cô ấy vẫn đang bị mắc kẹt ở thế giới bên kia cơ mà. Cô ấy sẽ không bao giờ thoát ra ngoài sao? Kiều Đồng mặc khanh của tôi. Nhưng mà rất có thể suy nghĩ của tôi đã sai. Có thể đây chỉ là phần tiền truyện giải thích các khái niệm du hành địa ngục, du hành cõi âm. Để rồi sau đó chúng ta sẽ có một AoKJ 6 bùng nổ. Những màn solo, những màn combat hoành tá tràng. Mặc khanh sẽ đốt cho Kiều Đồng những loại vũ khí tối tân nhất, hiện đại nhất, để cô ấy có thể chiến đấu với AoKJ và trở lại dương gian. Với những thứ này thì em không còn sợ ma quỷ nữa. Trời ạ. Trở lại với những hình ảnh đầu tiên của game. Một con bướm màu xanh đang bay. Nó dừng lại và đậu trên một bông hoa bỉ ngạn. Rồi đột ngột bướm xanh nhanh chóng bay đi. Có chuyện gì đó đang xảy ra? Một cánh cổng địa ngục xuất hiện giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn. Hàng ngàn cánh bướm bị thu hút bởi cánh cổng địa ngục này. Câu hỏi đặt ra là phía sau cánh cổng địa ngục là thứ gì mà lại thu hút những con bướm đến như vậy? Phải chăng đó là một bông hoa bỉ ngạn khổng lồ đang tỏa hương thơm ngây ngất? Hay là có một ai đó đang điều khiển những con bướm này? Là tôi đang điều khiển những con bướm này. Cảnh tiếp theo xuất hiện một ca sĩ kinh kịch đứng trước gương đang phe phẩy chiếc quạt. Đây chính là điều đã thu hút những con bướm. Nhưng mà tại sao trong gương không cử động mà ngoài gương lại cử động? Và ca sĩ kinh kịch này có liên quan gì đến thôn Trang Linh? Phải chăng đây lại là một nữ nhân nữa bị áp bức thời phong kiến? Cũng giống như những phần áo cưới giấy trước thôi, đều xuất hiện một nữ nhân thời phong kiến bị áp bức. Sau đấy nhân vật chính sẽ tới và giải cứu họ, giải quyết những mâu thuẫn trong lòng họ đang diễn ra. Quay trở lại với cánh đồng hoa bỉ ngạn, nếu mà giải thích theo cách khoa học thì đây chính là nguyên nhân khiến cho người dân thôn Trang Linh bị u mê, xuất hiện ảo giác tâm linh liên quan đến áo cưới giấy. Ở đây không có ma quỷ gì hết ạ. Tất cả là do hương thơm của hoa bỉ ngạn đã khiến cho mọi người tưởng tượng như vậy. Và tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Và giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc. Chào mừng các bạn đã tới với AoKJ 5 Giấc Mơ Bất Tận.